Xin được chào mừng tất cả quý phụ huynh cùng với các bạn học sinh đang cùng đến với tập phát sóng tiếp theo của chương trình Nhân văn Talk Show chuyện ngành, và tôi là Phát Tài. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin liên quan đến một ngành học rất được quan tâm, chính là ngành Hàn Quốc học. Và để có những thông tin liên quan đến ngành này, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ thầy Trần Công Danh, đại diện của khoa Hàn Quốc học. Và đầu tiên chắc là em xin mời thầy Danh sẽ có một cái lời chào đầu mà thật ấn tượng, thì mình sẽ dùng tiếng Hàn đi thầy ha. À, 네, 안녕하세요. 제 이름은 전공연입니다. 오늘 여러분들께 호치민 인사대 한국학부에 대해 소개해드리겠습니다. Rất là ấn tượng và cũng là một cái động lực để em có thể học thêm một cái ngoại ngữ nữa là tiếng Hàn, thưa thầy. Vậy thì bây giờ em sẽ mời thầy đến với một cái thử thách, một cái trò chơi nhỏ nhỏ thầy nha. Mình sẽ trả lời đúng sai. Em sẽ có một vài câu hỏi và khi mà nghe qua những câu hỏi này thì thầy giúp cho em sẽ đưa cái bảng lên theo như đáp án của thầy là đúng hoặc sai với câu hỏi đó. Rồi, bây giờ thầy sẵn sàng chưa? Mình đến với câu đầu tiên nha thầy. Hàn Quốc học nghĩa là học về chữ Hàn Quốc, đúng hay sai ạ? Sai ạ. Sai. Rồi, và tiếp theo, bắt buộc là phải biết tiếng Hàn trước khi vào học, đúng hay sai ạ? Câu này cũng sai. Cũng sai luôn. Tiếp theo, yêu thích phim ảnh và âm nhạc Hàn Quốc sẽ là một bước khởi đầu tốt để đến với Hàn Quốc học, đúng hay sai ạ? Đây là đáp án đúng ạ. Đúng rồi, vậy là nãy giờ là 3 câu, chỉ có 1 câu đúng thôi. Vậy thì bây giờ đến với câu số 4. Học Hàn Quốc học là phải học chăm chỉ, đúng hay sai ạ? Mình nghĩ là đúng ạ. Câu này thì thấy đơn giản đúng không thầy? Câu số 5 của mình như sau. Sinh viên Hàn Quốc học ra trường chỉ có thể làm việc tại những doanh nghiệp nói tiếng Hàn hoặc là có người Hàn Quốc, đúng hay sai ạ? Câu cuối cùng mình nghĩ là sai ạ. Sai. Vậy thì thầy đã hoàn thành xong 5 câu đầu tiên. Bây giờ thì sau khi mình trải qua một cái thử thách như vậy rồi thì em nghĩ là mình sẽ sâu hơn về câu chuyện chia sẻ những thông tin liên quan đến ngành Hàn Quốc học. Như vậy thì đối với bản thân em cũng như là rất nhiều bạn sẽ thấy một sự thắc mắc giữa hai cái ngành học mà dễ bị nhầm lẫn lắm là Hàn Quốc học và ngôn ngữ Hàn. Như vậy thì điểm khác nhau giữa hai cái ngành này là như thế nào thầy ạ? Đây cũng là một cái câu hỏi mà mình được nhận rất là nhiều khi mà mình tiếp xúc với các bạn học sinh thông qua fanpage của khoa. Nếu mà chúng ta để ý kỹ một tí xíu về cái tên của hai cái chuyên ngành này á, thì mình sẽ hình dung được cái sự khác biệt. Ví dụ như mình nói về ngôn ngữ Hàn Quốc đi chẳng hạn, thì ngôn ngữ Hàn Quốc có nghĩa là các bạn sẽ được học tập trung nhiều hơn về ngôn ngữ, về cái thứ tiếng của đất nước đó. Cho nên là chúng ta sẽ ngoài bên cạnh những cái môn tiếng Hàn cơ bản ra, thì chúng ta sẽ có những cái môn mà nó đi sâu vào cái lĩnh vực gọi là ngôn ngữ học. Ví dụ như là chúng ta sẽ học kỹ hơn về từ vựng này, về ngữ pháp này, về cấu trúc luận, thậm chí là về ngữ nghĩa, cái cách mà họ sử dụng ngôn ngữ ở trong đời sống. Còn nói về Hàn Quốc học, tức là cái ngành mà đang được đào tạo ở trường của chúng ta, thì Hàn Quốc học là chúng ta sẽ không chỉ học về ngôn ngữ mà mình sẽ học về tất cả những cái khía cạnh của cái đất nước đó. Cho nên là bên cạnh ngôn ngữ thì chúng ta sẽ còn có cả xã hội này, kinh tế này, văn hóa, chính trị và thậm chí là về cả văn học nữa. Cho nên là Hàn Quốc học thì mình sẽ được học một cách nó đa dạng hơn và chúng ta sẽ có thể hiểu được nhiều khía cạnh hơn về cái đất nước Hàn Quốc đó. Dạ, như vậy là tức là không chỉ dừng lại việc là học ngôn ngữ mà mình còn học nhiều hơn về văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước Hàn Quốc. Đúng rồi. Rất là thú vị luôn thầy. Vậy thì thường khi mà người ta nói học một cái ngành học liên quan đến một đất nước nào đó thì người ta sẽ nghĩ là các bạn sinh viên nó phải rất là giỏi hoặc trước tiên là phải biết được cái ngôn ngữ của quốc gia đó. Vậy thì theo thầy, để có thể theo đuổi ngành Hàn Quốc học thì các bạn sinh viên phải chuẩn bị điều gì đầu tiên ạ? Thật ra đây cũng là một cái điểm mà cũng rất là nhiều bạn học sinh băn khoăn khi mà đang cân nhắc em là mình có nên chọn ngành Hàn Quốc học hay không. Các bạn thường xuyên là các bạn hỏi mình là thầy ơi, em có nên học tiếng Hàn trước hay không? Em có cần phải biết tiếng Hàn trước hay không? Thì câu trả lời dành cho các bạn đó chính là thật ra các bạn không cần phải biết tiếng Hàn trước để mà có thể vào được ngành Hàn Quốc học. Bởi vì khi mà chúng ta quan sát cái chương trình đào tạo của khoa thì các bạn cũng sẽ thấy được là chúng ta sẽ được học tiếng Hàn ngay từ căn bản cùng với lại các thầy cô ở trong khoa luôn, và chúng ta sẽ cùng học tiếng Hàn xuyên suốt trong cả 4 năm học này. Còn về việc mà các bạn có cần phải biết tiếng Hàn trước hay không á, thì hiện nay theo mình biết á, thì về tuyển sinh á, thì mình đang có hai cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất là chúng ta tuyển sinh theo khối D01 với D14. Thì các bạn sẽ chỉ cần thi 3 môn là toán, văn, anh hoặc là văn, sử, anh. Thì là đối với lại hai khối đó thì chúng ta sẽ không cần phải thi tiếng Hàn. Nhưng mà có hai khối khác nữa là khối DD2 và khối DH5. Thì hai khối đó thì nó sẽ là toán, văn, tiếng Anh
xin lỗi, toán, văn, tiếng Hàn và văn, sử và tiếng Hàn. Thì đây sẽ là hai cái khối thi mà dành cho các bạn là đã học tiếng Hàn ở phổ thông rồi và các bạn muốn thi vào khoa Hàn Quốc học bằng tiếng Hàn. Đó. Thì bên cạnh đó thì cái việc mà nếu như các bạn có biết một chút ít tiếng Hàn trước khi mà chúng ta vào khoa thì nó sẽ giúp cho cái khởi đầu của chúng ta, cái năm học đầu tiên của chúng ta có thể là nó sẽ dễ dàng hơn một tí xíu so với những bạn chưa biết tiếng Hàn. Tức là nếu như mình biết được tiếng Hàn trước thì sẽ là một cái lợi thế để đúng mình học nó sẽ thuận tiện hơn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như bạn chưa, nếu như mà các bạn sinh viên vẫn chưa biết thì các bạn ấy vẫn có những cái cơ hội khi mà được thầy cô sẽ giảng dạy từ những thời điểm đầu tiên khi bắt đầu học tại ngành Hàn Quốc học, đúng không thầy? Đúng rồi, tức là tất cả các bạn sinh viên, cho dù các bạn có biết tiếng Hàn trước hay là không đi chăng nữa thì thầy cô vẫn sẽ dạy những cái từ vỡ lòng luôn. Từ cơ bản, từ bạn chữ cái ngay từ buổi đầu tiên là tất cả các thầy cô đều sẽ dạy về bạn chữ cái để giúp các bạn có thể nhận diện được cái mặt chữ của cái chữ tiếng Hàn. Là các bạn sẽ được học chung với nhau từ đầu luôn. Đúng rồi. Hay quá, tức là không sợ, chỉ cần là các bạn đam mê thôi và cố gắng là có thể là thi đổ vào trong khoa Hàn Quốc học thì các bạn sẽ được học từ đầu nếu mà các bạn chưa biết. Dạ rồi. Tiếp theo nữa thì bên cạnh cái việc mà học những cái kiến thức lý thuyết ra thì em nghĩ là cái việc mà có những cái trải nghiệm thực tiễn cũng là điều mà rất là nhiều bạn sinh viên mà quý vị phụ huynh quan tâm. Như vậy thì khi mà học tại khoa của mình thì không biết là có những cái cơ hội nào để mà trải nghiệm thực tế hay những cái hoạt động giao lưu nào không ạ thầy? Nói về trải nghiệm thực tế hay là giao lưu á, thì ở khoa Hàn Quốc học thì sẽ có rất là nhiều có rất là nhiều cơ hội và nó sẽ diễn ra ở rất là nhiều những hình thức khác nhau. Ví dụ như mình có thể chia ra thành hai cái loại lớn, đó là trong nước với lại ở quốc tế hoặc cụ thể ở Hàn Quốc đi chẳng hạn. Ở trong nước á, thì mình sẽ có những cái chương trình giao lưu với lại các sinh viên đến từ Hàn Quốc sang, họ sẽ sang Việt Nam và họ sẽ giao lưu cùng với lại sinh viên của trường Đại học Hoa Sở Văn Nhân Văn. Và đặc biệt là họ sẽ thường xuyên là, tại vì họ là sinh viên Hàn Quốc mà, cho nên là họ sẽ đặc biệt là muốn giao lưu với lại sinh viên khoa Hàn Quốc học. Đó. Và cái thời điểm mà họ đến đây á, thì thường nó sẽ rơi vào hai cái kỳ nghỉ ở bên Hàn Quốc. Đó là kỳ nghỉ hè với lại kỳ nghỉ đông. Đó, thì tại vì lúc đó là họ cũng đang không có phải học nhiều, cho nên là họ sẽ thường họ di chuyển đến các quốc gia khác, ví dụ như là Việt Nam, và họ tổ chức những cái chương trình giao lưu với lại sinh viên ở Việt Nam. Cái loại thứ hai có thể kể đến đó chính là cái chương trình giao lưu ở bên Hàn Quốc. Tức là các bạn sinh viên ở Việt Nam ở khoa Hàn Quốc học sẽ đi sang Hàn Quốc và chúng ta sẽ học tập và chúng ta sẽ giao lưu ở đó. Thì cái chương trình này thì hiện nay trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn cũng đang tiến hành với rất là nhiều những cái trường đại học khác nhau ở bên Hàn Quốc. Có thể kể đến ví dụ như là Đại học Quốc gia Seoul, là trường có thể nói là danh tiếng nhất ở Hàn Quốc. Trường Đại học Sunmun hoặc là trường Đại học PG, vân vân. Đó là những cái trường mà hàng năm đều có những cái chương trình trao đổi học ngắn hạn hoặc là giao lưu ngắn hạn dành riêng cho sinh viên khoa Hàn Quốc học. Hay quá, tức là khi mà đến với môi trường này không chỉ được học về kiến thức không mà còn có rất nhiều những cái hoạt động trải nghiệm giao lưu. Không chỉ là các bạn ấy đến Việt Nam mà biết đâu chừng nếu mà các bạn yêu Hàn Quốc các bạn sẽ có những cơ hội đến Hàn Quốc để mình trải nghiệm và giao lưu văn hóa tại đó, đúng không thầy? Tiếp theo em nghĩ là khi mà học về một đất nước nào đó thì để có thể chinh phục được thì sẽ là một cái sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn. Thì không biết là theo thầy quan sát trong quá trình học tập các bạn sinh viên thì có những cái khó khăn nào mà đặc biệt quan tâm không thầy? Để nói, tại vì ấy, khi mà chúng ta học về Hàn Quốc học, như lúc nãy mình có nói, khi mà mình phân biệt với lại chỗ ngành ngôn ngữ thì ở đây Hàn Quốc học có nghĩa là chúng ta sẽ học gần như là toàn bộ về một cái đất nước. Tức là chúng ta sẽ phải tìm hiểu về một cái đất nước, không phải là Việt Nam mình trong suốt 40 năm học đó. Cho nên là mình nghĩ một cái yếu tố mà các bạn cần sẽ phải có và cần sẽ phải hiểu được khi mà chúng ta bắt đầu học cái ngành Hàn Quốc học này, đó chính là chúng ta sẽ phải học trong một cái tâm thế là chúng ta sẵn sàng, chúng ta đón nhận những cái kiến thức mới, những cái giá trị mới mà một cái đất nước nào đó, một cái đất nước mà có thể là trước đây chúng ta chưa từng nghe đến, chúng ta chỉ được biết đến qua phim ảnh, qua âm nhạc. Chúng ta sẽ phải sẵn sàng tiếp nhận những cái kiến thức vô cùng mới mẻ đó. Đó, và các bạn sẽ, và khi mà có những cái kiến thức mới như vậy á thì mình nghĩ rằng ít nhiều nó sẽ gây khó khăn cho các bạn trong cái quá trình học, bởi vì nó sẽ có những điểm nó các bạn thấy nó rất giống với lại Việt Nam mình. Và thấy cảm giác nó rất là gần gũi, nó rất là quen thuộc và nó rất là dễ hiểu. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái điểm nó rất là khác biệt. Những cái điểm mà có thể là chỉ có người Hàn Quốc có, người Việt Nam không có, và thậm chí là có những điểm chỉ có người Hàn Quốc có thôi và tất cả các dân tộc còn lại trên thế giới có thể là không có. Đó, cho nên là các bạn sẽ cảm thấy là những cái điều đó có thể đôi khi là nó sẽ hơi khó hiểu. Khó hiểu. Và nó sẽ hơi khó đồng cảm. Nhưng mà cho nên mình nghĩ là cái
đầu tiên mà các bạn nên có khi mà chúng ta học theo đuổi cái ngành Hàn Quốc học này, đó là chúng ta sẽ phải luôn ở trong một cái tâm thế là mình đón nhận những cái kiến thức mới, và chúng ta sẽ sẵn sàng, chúng ta gọi là đồng cảm, và chúng ta sẽ tiếp thu, chúng ta hiểu được những cái giá trị văn hóa mới đó. Thì khi mà chúng ta học cái ngành Hàn Quốc học này, chúng ta sẽ cảm thấy là có thể đất nước Hàn Quốc hoặc là con người Hàn Quốc là một cái gì đó nó rất là thú vị. Đây cũng là cái từ khóa mà em nghĩ, đó là về đất nước Hàn Quốc thông qua phim ảnh, các cái bài hát mà em được nghe thì cảm thấy rất là thú vị, rất là phát triển như vậy. Thì nếu mà mình vượt qua được những cái khó khăn khi mình chinh phục cái ngành học này thì chắc chắn mình sẽ tìm được cái điểm thú vị của nó. Tiếp đến nữa thì khi mà đến với một ngành học thì em nghĩ rằng tất cả các bạn học sinh hay là quý vị phụ huynh cũng sẽ quan tâm đến những cái cơ hội nghề nghiệp. Như vậy thì khi mà theo đuổi ngành Hàn Quốc học thì những cơ hội nghề nghiệp nào mà các bạn sinh viên sẽ có thể đạt được sau khi hoàn thành khóa học của mình này? Về cơ hội nghề nghiệp của ngành Hàn Quốc học á, thì nó là một cái câu hỏi mà trước đây mình sẽ cảm thấy nó hơi khó để trả lời. Tại vì như lúc nãy mình có nói, khi mà chúng ta học về Hàn Quốc học thì chúng ta sẽ được học rất là nhiều thứ. Cái tiếng Hàn thì nó, cái tiếng Hàn đối với là ngành Hàn Quốc học á, thì tiếng Hàn nó chỉ là một cái công cụ thôi. Nó chỉ là một cái công cụ, chứ nó không phải là toàn bộ những kiến thức mà về Hàn Quốc được. Đó, cho nên là khi mà chúng ta học về Hàn Quốc học thì mình sẽ còn có về kinh tế, về xã hội, về văn hóa nữa. Thì điều này nó sẽ dẫn đến một cái liên quan đến cơ hội việc làm á. Đó chính là cái cơ hội việc làm của các bạn nó cũng sẽ rất đa dạng. Nó sẽ rất là đa dạng. Cho nên là khi mà người ta đặt câu hỏi cho mình đó là ngành Hàn Quốc học ra thì sẽ làm được cái gì, thì mình sẽ hơi thấy nó khó trả lời, là bởi vì gần như cái gì các bạn cũng có thể làm được. Miễn là nó liên quan đến Hàn Quốc, hoặc là miễn là nó liên quan đến việc các bạn sử dụng tiếng Hàn. Đó thì cơ bản các bạn có thể làm bất kỳ thứ gì. Thì mình nghĩ đó là một cái điểm rất là thuận lợi. Một cái điểm rất là thuận lợi đối với là các bạn sinh viên. Ở một mặt khác thì mình lại cũng cho rằng đó sẽ là một cái điểm gọi là gây hơi khó khăn cho các bạn. Nếu như mà các bạn không xác định được bản thân mình gọi là có yêu thích công việc nào. Đúng rồi, yêu thích công việc nào, hoặc là có khả năng, có gọi là có sở trường trong lĩnh vực nào, thì khi mà chúng ta tốt nghiệp á, khi mà chúng ta lựa chọn việc làm á, thì nó sẽ dễ dẫn đến một cái tình trạng là các bạn sẽ cảm thấy hơi hoang mang. Và các bạn không biết là bây giờ mình nên làm cái gì, nên làm công việc nào, tại vì nó có quá nhiều sự lựa chọn đi. Đó thì mình nghĩ đó cũng sẽ là một cái vấn đề. Vậy thì trong lúc mà các bạn học á, thì mình có được tiếp cận với các cái ngành nghề, hay được giới thiệu những cái ngành nghề có thể liên quan đến tiếng Hàn để các bạn có thể lựa chọn được không thầy? Thì do là cái cơ hội nghề nghiệp nó sẽ khá là đa dạng. Mà một cái chương trình đào tạo của chúng ta chỉ học trong vòng 4 năm như vậy thôi, mình không thể nào mình bao được hết trọn gói tất cả các ngành nghề trên thế giới gì được. Cho nên là hiện tại thì trong chương trình đào tạo thì sẽ có một số những cái môn học liên quan đến công việc, liên quan đến một cái nghiệp vụ của một cái nghề nghiệp cụ thể nào đấy. Thì ở đây thì khoa sẽ chọn ra một số những cái nghề nghiệp hoặc là một số những cái nghiệp vụ mà nó mang tính chất là gọi là phổ biến, mà sinh viên Hàn Quốc học sau khi tốt nghiệp thường hay làm. Ví dụ như là biên phiên dịch là một cái kỹ năng rất là cơ bản. Hầu như là các bạn khi mà các bạn có thể là đi làm freelancer, các bạn đi làm trong bất kỳ một cái cơ quan nào thì các bạn đều sử dụng cái kỹ năng này. Bên cạnh đó, ví dụ như là về phương pháp dạy tiếng chẳng hạn, thì các bạn sinh viên, tại vì sau khi tốt nghiệp thì cũng phần đông các bạn là sẽ đi dạy tiếng Hàn cho nhiều đối tượng khác nhau. Thì khoa cũng có những cái môn liên quan đến kỹ năng giảng dạy như vậy. Rồi có một số những cái nghiệp vụ khác, ví dụ là nghiệp vụ về tài chính ngân hàng, là nghiệp vụ về thư ký văn phòng. Thì nó là một số những cái môn học gọi như là giới thiệu các bạn những cái kiến thức cơ bản, hoặc là những liên quan đến những cái nghề nghiệp mà gọi là rất là phổ thông, rất là phổ biến, mà sinh viên khoa Hàn Quốc học sẽ thường làm việc sau khi mà tốt nghiệp. Ngoài ra thì để bổ sung thêm cho cái số lượng môn học hạn chế đó, thì khoa cũng có nhiều hoạt động gọi như hợp tác với lại doanh nghiệp. Sẽ đưa các bạn đi đến tham quan một số những cái doanh nghiệp để các bạn có thể trực tiếp quan sát. Các bạn có được nghe họ giải thích. Rồi là khi mà các bạn vào cái doanh nghiệp này, khi mà bạn vào cơ quan này thì các bạn sẽ được làm những công việc như thế nào, cái môi trường làm việc ở đó như thế nào, thực tế đúng không? Đó thì thông qua đó thì các bạn cũng sẽ hình dung được là như vậy thì mình, bản thân mình có phù hợp với lĩnh vực này hay không, hay là mình sẽ mong muốn tìm một lĩnh vực nào đó khác. Đó thì nó cũng sẽ góp phần bổ trợ vô cái môn học của khoa. Tức là một cái lợi thế của các bạn học ngôn ngữ thì các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội nghề nghiệp. Nhưng mà nếu mà bạn nào đang hoang mang thì cũng đừng lo, bởi vì trong cái chương trình giảng dạy như thầy nói thì những cái ngành nghề nào mà nó phù hợp thì
thì đều có sự định hướng và sự hỗ trợ đến từ quý thầy cô để các bạn có thể lựa chọn một cái cơ hội nghề nghiệp tốt nhất với các bạn sau khi các bạn đã hoàn thành ngành học của mình. Và tiếp đến nữa thì hiện nay thì có rất là nhiều trường và cũng có rất là nhiều các bạn sinh viên đang theo đuổi các ngành ngôn ngữ, và trong đó có ngôn ngữ Hàn hoặc là Hàn Quốc học. Như vậy thì ngày nay người ta nói là khi mà Hàn Quốc học và ngôn ngữ Hàn được đào tạo nhiều quá rồi thì có thể dẫn đến cái tình trạng là bị bão hòa về nhu cầu tuyển dụng. Dạ, thì theo thầy, quan điểm thầy về cái ý kiến trên như thế nào ạ? Thật ra mà nói thì ngành nào có nhiều quá thì cũng sẽ xảy ra tình trạng bão hòa, đúng không ạ? Thì ngành Hàn Quốc học thì tồn tại ở Việt Nam mình, ví dụ như là xuất hiện lần đầu tiên ở Việt Nam mình là vào năm 1993 ở ngoài Hà Nội. Còn đối với lại ở trong khu vực miền Nam này thì trường mình là cơ quan đầu tiên là có ngành Hàn Quốc học, là bắt đầu vào năm 1994. Cho nên là cái lịch sử của ngành Hàn Quốc học mà ở Việt Nam á là coi như cũng đã 30 năm rồi. Cho nên là cái, và càng về những cái năm sau này á, theo cái quan sát của mình á, thì mình thấy là ngày càng có nhiều trường đào tạo cái ngành Hàn Quốc học hoặc là ngôn ngữ Hàn Quốc. Cho nên là trong tương lai, trong nhiều năm sắp tới thì cái đúng như là Tài có nói thì cái nhân lực mà chuyên ngành về Hàn Quốc học và về ngôn ngữ Hàn chắc chắn sẽ rất là nhiều. Đó. Thì điều này nó sẽ đặt ra một cái vấn đề cho các bạn sinh viên khi mà tốt nghiệp, đó là các bạn sẽ phải làm sao đó để mà mình nổi trội hơn những bạn còn lại. Ví dụ làm sao là các bạn xuất thân từ trường Đại học Khoa Sội Nhân Văn phải nổi trội hơn những trường còn lại. Thì ở đây theo quan điểm của mình á, thì thứ nhất là bản thân các bạn, khi mà các bạn, nếu như các bạn được vào trường Đại học Khoa Sội Nhân Văn, được học ngành Hàn Quốc học ở đây thì đó đã là một cái lợi thế rồi. Là bởi vì ở đây thứ nhất là nói về khoa Hàn Quốc học á, thì là về đội ngũ các thầy cô đều rất là ưu tú, đều hầu như là đều tốt nghiệp thạc sĩ tiến sĩ từ Hàn Quốc về. Đó, cho nên là về trình độ của các thầy cô thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Rồi về gọi như là uy tín của khoa Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa Sội Nhân Văn thì đã được rất là nhiều cơ quan bên Hàn Quốc người ta biết đến. Và khi mà người ta nhìn thấy ở cái hồ sơ xin việc của các bạn sinh viên mà kêu là tốt nghiệp từ trường Đại học Khoa Sội Nhân Văn ra thì gần như là người ta rất là tin tưởng. Đó, thì khi mà các bạn đã vào được đây rồi thì đó là một cái lợi thế rồi. Và cái tiếp theo mình nghĩ là trong cái quá trình mà các bạn được học, được đào tạo bởi khoa Hàn Quốc học thì cái chất lượng đầu ra của các bạn sẽ vô cùng tốt. Tại vì mình đơn cử một cái ví dụ thôi, đó là về năng lực tiếng Hàn đi. Về năng lực tiếng Hàn là cái gọi là cốt lõi nhất. Thì hiện nay á, đầu ra cho năng lực tiếng Hàn của khoa Hàn Quốc học là theo chuẩn là TOEIC 5. Thì cái TOEIC này á, nó sẽ có tổng cộng là 6 bậc. Thì bậc 6 là cao nhất. Là tới bậc 5 luôn. Thì hiện nay đầu ra của khoa Hàn Quốc học đã là bậc 5 rồi. Tức là yêu cầu cũng cao đúng không thầy? Đó là cái yêu cầu đầu ra nó cũng sẽ khá là cao. Và nếu mà so với lại mặt bằng chung ở các trường khác ở trên địa bàn thành phố hoặc là địa bàn miền Nam đi chẳng hạn, thì cái chuẩn đầu ra TOEIC 5 là cái chuẩn cao nhất rồi. Đó. Cho nên là khi mà các bạn đã gọi là tốt nghiệp được khoa Hàn Quốc học thì các bạn đã sở hữu được cho mình một cái năng lực tiếng Hàn ở trình độ cao cấp. Đó. Thì đó là đã là một cái mà gọi như là khiến cho nhà tuyển dụng họ yên tâm rồi. Tại vì các nhà tuyển dụng hiện nay á, thì khi mà họ tuyển sinh viên ngành Hàn Quốc học vào á, thì cái đầu tiên họ quan tâm đó là cái tiếng Hàn của các bạn. Tại vì họ sẽ không có thời gian để mà họ dạy tiếng Hàn các bạn từ đầu, để mà họ nâng cao tiếng Hàn cho các bạn nữa. Cái đó là các bạn phải tự tích lũy trước đó. Đó, cho nên khi mà mình thấy là tốt nghiệp khoa Hàn Quốc học trường Đại học Khoa Sội Nhân Văn ra và có được cái năng lực tiếng Hàn cao cấp rồi, đó thì cơ bản họ đã rất yên tâm rồi. Thì quay trở lại vấn đề trên, em nghĩ là trong bối cảnh phát triển hiện nay thì hoạt động giáo dục lại ngày càng được nâng cao, thì dĩ nhiên là cái hoạt động giảng dạy ngôn ngữ Hàn hay là Hàn Quốc học thì nó sẽ cũng được nâng cao hơn về mặt chuyên môn cho nhân lực hiện tại. Thì để mà lựa chọn một cái nơi mà các bạn gửi gắm, các bạn trao cả cái tương lai các bạn vào thì cũng phải là một cái nơi uy tín và chắc chắn khoa Hàn Quốc học. Như thầy chia sẻ là cái đầu vào hơn hết, các bạn đã là những người thực sự tài năng để các bạn đến với một môi trường mà ở đó có rất nhiều những cơ hội cho các bạn. Bên cạnh đó là thầy cô cũng rất là nhiệt tình, rất nhiệt huyết. Rồi bên cạnh đó nữa thì theo em biết là học tại Nhân Văn thì sẽ có rất là nhiều học bổng hỗ trợ và khuyến khích cho các bạn nữa. Và đồng thời thì khoa, như thầy chia sẻ lúc nãy, thì cũng đã có sự liên kết với các doanh nghiệp, các đối tác tuyển dụng, thì cũng là một cơ hội rất lớn để sau khi mà các bạn học tại khoa, các bạn sẽ có thể có nhiều cơ hội hơn nữa. Như vậy thì thầy có thể chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên là làm như thế nào để mà các bạn ấy sẽ có thể nỗ lực để đạt được cái chất lượng tốt nhất cũng như là tạo được cái ấn tượng với các doanh nghiệp được không ạ? Tức là về những cái tố chất mà các bạn sinh viên cần phải có khi mà chúng ta học theo đuổi cái ngành Hàn Quốc học này á,
Thì giống như lúc nãy trong cái phần mini game đầu cũng có một cái câu đó mình theo mình nhớ đó là học sinh viên ngành Hàn Quốc học thì sẽ phải học thật là chăm chỉ, phải thật là kiên trì, đúng không ạ? Thì không chỉ ngành Hàn Quốc học mà bất kỳ một cái ngành nghề nào khi mà chúng ta theo đuổi thì đều cần phải có cái sự kiên trì. Và ở khoa Hàn Quốc học cũng vậy, tức là tại vì lúc nãy mình nói cái chuẩn đầu ra của khoa đang được đặt ở một cái mức khá là cao để nó tương xứng với lại cái uy tín của khoa cũng như là của trường. Cho nên đó là trong cái quá trình mà học á thì chắc chắn, ở đây mình không nói là có thể nữa mà sẽ là chắc chắn là các bạn sinh viên sẽ phải đối diện rất là nhiều áp lực. Áp lực từ việc học ở trong trường, rồi chưa kể đó là có thể mỗi bạn sẽ có những cái áp lực của riêng bản thân mình nữa. Nhưng mà cái áp lực của việc học này á nó có thể giải quyết được. Chứ không phải là không. Thì nó sẽ có thể giải quyết được với điều kiện là các bạn sẽ phải có cái sự chủ động trong cái việc học của mình. Đó. Ví dụ như là thầy cô giao bài tập, giao deadline thì các bạn sẽ phải chủ động sắp xếp cái thời gian của mình làm sao cho nó phù hợp để mà chúng ta có thể giải quyết được những công việc đó bên cạnh những cái công việc cá nhân của mình. Ví dụ như bản thân mình trước đây khi mà mình học ở khoa Hàn Quốc học đi chẳng hạn, thì đến cái giai đoạn năm 3 giai đoạn năm 3 có thể nói là cái giai đoạn nặng nhất trong số 4 năm học, và có rất là nhiều những cái bài thuyết trình, có rất là nhiều những cái tiểu luận đã được đặt ra trong cái giai đoạn cuối kỳ. Thì lúc đó là mình cũng như là các bạn trong cùng nhóm là đã phải ngồi sắp xếp lại, sắp xếp lại cái thứ tự làm việc. Và khi mà mình đã sắp xếp được, mình đã lên được kế hoạch cho cái thứ tự làm việc đó rồi, mình thấy là mình cứ đi theo kế hoạch đó và mọi việc nó sẽ rất là trơn tru. Đó thì mình nghĩ đó cũng sẽ là một cái kinh nghiệm mà cho các bạn sinh viên bây giờ, khi mà chúng ta đối diện với rất là nhiều những cái áp lực như vậy thì chúng ta sẽ nên có một cái buổi mà chúng ta ngồi sắp xếp lại. Chúng ta định hình lại, chúng ta lên kế hoạch cho những cái việc mình sẽ làm. Đó thì nó sẽ phần một phần nào đó, đương nhiên là nó không thể nào giải tỏa hết được, nhưng mà nó sẽ một phần nào đấy nó giúp các bạn cảm thấy đỡ áp lực hơn. Đó là để các bạn có thể đạt được cái chất lượng tốt nhất, đúng không thầy? Áp lực tạo kim cương thôi. Khi mà đến với nhân văn thì đặc biệt là tại khoa Hàn Quốc học thì như thầy chia sẻ từ nãy tới giờ thì không chỉ là hoạt động học lý thuyết không mà còn có rất nhiều những hoạt động trải nghiệm thực tế nữa để các bạn có thể phát triển thêm những cái kỹ năng mềm bên cạnh đó, đúng không thầy? Đúng rồi. Thì thêm nữa là với một môi trường mà ở đó hầu như là cái chất lượng đầu vào rất tốt thì hầu như là với những người bạn bè đồng hành cùng với mình đôi khi cũng sẽ tạo một cái động lực rất lớn để các bạn ấy có thể chinh phục được nhiều thứ hơn. Cùng với sự giảng dạy rất là tận tâm đến từ quý thầy cô thì hy vọng là nếu mà các bạn tin tưởng lựa chọn qua Hàn Quốc học thì các bạn sẽ có được chinh phục được chính đam mê của tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì em xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Trần Công Danh đối với tất cả quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi số phát sóng ngày hôm nay. Rất là nhiều những thông tin thú vị về ngành Hàn Quốc học cùng với sự đồng hành của thầy Trần Công Danh, đại diện của khoa Hàn Quốc học. Hy vọng là với những thông tin này thì quý phụ huynh cùng với tất cả các bạn học sinh chúng ta sẽ có thêm những thông tin quý giá nếu mà chúng ta đang quan tâm đến ngành học này. Còn nếu mà quý vị có thêm những thắc mắc nữa, quý vị đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua fanpage USSH Tư vấn tuyển sinh. Chúng tôi sẽ tận tình để chia sẻ thêm với tất cả quý vị những thông tin về những ngành học mà quý vị đang quan tâm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì phát tài cùng với thầy Trần Công Danh xin được cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.